mình đến địa điểm khác rồi mọi người. Đây là cái bãi đỗ xe này, giờ mình vào cái quán này ăn trưa đã. Đây, vào quán này ăn trưa xong bắt đầu thì xe lại đi đến một địa điểm khác. Quán này hay nhỉ, có tivi ngồi xem như Việt Nam. Đây, giờ sẽ đi đến địa điểm này. Đó. Chèo thuyền. Đây là một quán cơm bình dân các bạn ạ. Và phía trong đây là khu bếp chế biến thức ăn này. Cơm của mình đã xong rồi đây. Takachiho này. Chỗ này thì từ đây đi bộ vào khoảng hơn một cây số nữa là đến. Hôm nay thì gió khá là to. Chỗ này có cầu rất là cao rồi. Chụp lại thế này. Phía dưới này giống như kiểu là có nhà dân ở dưới này. Có vườn rau, có nhà này. Mọi người ơi, đường này đường đi xuống này. Mình đi bộ thì mình đi xuống cái ngõ con này để mình đi bộ, còn đi ô tô thì sẽ đi cái đường to này. Đây, đường to này là đường xe ô tô và sẽ có một cái bãi đỗ xe ở đằng trong kia nữa. Đi, mình đi bộ, mình đi đường này. Sẽ có cái biển này. Còn chỉ dẫn là mình đi bộ xuống cái thác nước này. Đi bộ đường này nó khoảng một cây số. Trời ơi, chỗ này cực kỳ cao luôn các bạn. Chỗ có một cái cầu kìa. Đây, đang đi bộ như kiểu là mình đi ở cái đường ở trong giữa rừng ấy. Đúng vào những ngày trời lạnh này thì đi leo núi còn khá là tốt. Kìa, giờ sẽ đi ra kia và đi xuống dưới này. Rừng núi đây. Chỗ này có cái cầu cao quá. Đây có rất nhiều người cũng họ cũng đi leo núi này. Đi đến các cái khu du lịch này thì thường là sẽ có các cái nhà để mình vào mình nghỉ chân và mình ăn uống này. Chính là cái suối này. Và cái hang đá này thì nó hình thành là do núi lửa phun trào đấy mọi người. Cực kỳ đẹp luôn. Thì lát nữa thì sẽ đi bộ xuống cái đường kia, đi bộ xuống kia và đi ra góc kia. Nhưng mà cái chỗ này thì nó cao quá, nó cao quá, thế nên là mình cảm giác cũng rất là ghê mọi người ạ. Ví dụ mình đi mùa hè ấy, mùa hè thì chắc là khá là đẹp. Chỗ này nữa này. Đồ ấy rất là cao luôn mọi người ạ. Cao kinh khủng luôn. Giờ mình sẽ đi vào góc kia mọi người nhá, đi xuống góc dưới để nhìn cho nó rõ. Trên này nó cao quá. Đây có một cái ngõ xuống này. Đi bộ xuống đây. Đấy, mọi người ạ. Ở đây mà nhớ may mà nhớ tay mà rơi xuống một cái chắc là không còn gì nữa rồi. Mình rất là kinh khủng, toàn là núi thôi, toàn là núi với cả nước trời. Đây có quán này, có quán ăn. Đi đến mấy cái chỗ này thì nó cũng có quán ăn đấy, nhưng mà giá nó hơi cao một chút mọi người ạ. Đây xuống bên dưới này thì lại thấy
tiếng nước chảy ra nhiều. Đây các cái khe suối này chảy quanh năm suốt tháng luôn. Các cái con suối này thì rất là sợ luôn. Sợ bị ngang dưới, thế là họ cũng làm các cái lưới chắn này. Đấy mọi người ạ, xem trên bản đồ thì mình đi sâu vào trong một đoạn nữa thì còn có nhiều chỗ cũng khá là đẹp. Đấy thì giờ mình sẽ thử đi sâu vào trong xem nào. Đây bản đồ đây mọi người, nó như kiểu là một cái rừng tự nhiên đấy mọi người. Đấy, có rất nhiều khu vực khá là đẹp. Ở đây thì thường là mùa hè thì sẽ có nhiều người đến. Còn mùa đông này chắc là ít người đến các cái khu vực lạnh lẽo như thế này. Mùa hè đến đây cực kỳ là mát luôn. Đây, giờ mình đi dọc cái đường này thêm một đoạn nữa cho mọi người cùng khám phá. Chỗ này nước trong xanh nhưng mà lại không xuống đây được. Nước khá là xanh và đẹp. Đây đều là những cái dãy núi tự nhiên này mọi người ạ. Xanh ngắt luôn, nước xanh ngắt. Chỗ này có hòn đá to quá. Đây mọi người nhìn cái dây núi cao không? Cao vút trên này luôn này. Nhèo mệt quá mọi người. Mới đi được một đoạn từ đầu lại đến rồi. Khá là mệt rồi. Cái là cảnh ở đây nó đẹp nữa. Đây mọi người, cái suối này là cái suối mà mình có thể là thuê thuyền và mình tự trèo ở đây chơi ấy. Đấy, trèo dọc cái suối này để ngắm cảnh. Cái góc kia còn có nước chảy xuống kìa. Nếu may không may mà trèo vào có thể bị ướt ấy. Mùa hè chắc là sẽ có nhiều người trèo ở đây, còn mùa đông thì ít hơn, có một vài thuyền thôi. Chỗ này đẹp quá mọi người ạ. Rất nhiều người đứng ở đây chơi này. Khá là đẹp. Giờ mình sẽ đi lên cái cầu trên kia mình nhìn xuống là khi là đẹp nữa ấy mọi người. Trên kia cũng đẹp kìa. Trên kia có nước, thác nước có chảy xuống cũng khá là đẹp kìa. Cái hồ ở giữa này có con cá koi này mọi người, cho các bạn xem nhé. Con cá này rất là to. Đứng từ cái cầu và nhìn xuống có thể là đẹp hơn rất là nhiều. Đây các bạn, đấy, chỗ này nhìn rất là đẹp thôi. Thế nhưng mà bạn mình cũng vừa hỏi là một cái thuyền như thế kia này mọi người, thuê một cái thuyền như thế này và trèo trong vòng 30 phút là mất khoảng 5 sen. 5 sen thì nó sẽ rơi vào khoảng 1 triệu đồng tiền Việt Nam các bạn nhé. 1 triệu đồng trèo được 30 phút. Nếu mà quá giờ thì sẽ tính tiền thêm giờ đó. Nó khá đắt tiền, thế nên là mình thấy rất ít người thuê để trèo. Chứ nó mà rẻ chắc là rất nhiều người thuê luôn. Ở trên này nhìn xuống rất là đẹp và độ cao rất là cao luôn các bạn. Đây sang bên này xem nào, bên này rất là đẹp này. Cái chỗ kia là cái bến để mình thuê thuyền này mọi người. Đấy, chỗ đó là cái bến này, mình thuê thuyền đó và mình trèo ở cái dọc cái
dọc cái hồ này, dọc cái suối này. Nước ở cái suối này rất là xanh. Đây thì giờ mình sẽ đi về phía bên này xem là có cái gì hay không. Đây là cái khu du lịch ở cái tỉnh Miyazaki mọi người nhá. Miyazaki của Nhật Bản. Đây, mình xem bên này xem nào. Đây chắc là có cá này. Đây có một cái hồ rất là to, chắc là mình nghĩ là ở đây sẽ có cá ở đây. Chỗ này là cá koi này. Rất là nhiều luôn. Ui. Con này chắc là phải chục cân luôn. Cực kỳ to các bạn. Để cho nó ăn này. Đấy. Còn cá chép cái to thế, còn con đen đen cái to thật đấy. Đây. Mua đồ ăn vào cho nó ăn. Cháo ghi này. Đấy, con này to nhá. Này như ở Việt Nam mấy ông làm con mang về. Con dưa, con này to này. Nhìn đàn cá này chết nhỉ. Đá mắt. Đây vừa mua 100 yên này. Đây mọi người, chỗ này chỗ có cá này. Mình phải đi vòng sang bên này một vòng nữa nào. Tại chỗ này rất là nhiều các cái hồ con này thả cá ấy. Còn phía bên này là các cái nhà hàng ăn uống này, các cái khu để mình uống nước ấy mọi người. Chỗ này cũng có cá này nhưng mà nó ít. Đây có cái con cá này như con thủy quái luôn, rất là to luôn mọi người. Đây, đây mình quay camera sau cho mọi người xem nhá. Con này chắc là khoảng 20-30 cân mất, cực kỳ to luôn. Con này con cá gì? Mình hiểu con cá voi. Rất là to. Đây, chỗ này có 4-5 con nữa này. Con này nó tấn công người đấy. Ví dụ mình mà thò chân xuống có khi là nó lớp ấy. Thấy bao nhìn đâu. Các con cá bình thường nó bé tẹo tẹo rồi. Còn con này to đùng luôn. Chắc phải gấp đến cả chục lần. Con này em cá gì không biết. Cá này cá gì nhỉ? To nhờ. À, con cá này là con cá tầm lấy trứng. Chứ con cá đấy không? Không. Con cá mà to đùng luôn. Ui. Chỗ này con mấy con này cũng to. Cái con cá này con cá mà con lấy trứng màu đen đen ấy. Hôm nay em vừa xem đi chơi thôi. Đây là hai cái hồ được câu các bạn. Bên này không có cá. Đây họ cho mình câu ở cái hồ này đấy, nhưng mà cá này bé lắm mọi người. Đây là các cái quán ăn này mọi người ạ. Quán này là quán vào đây mua đồ này, mua đồ xem đồ lưu niệm này. Quán bên này là quán bán kem này. Còn phía trong cùng kia là nhà vệ sinh. Đây mình thử đi vào cái quán này xem nào, có cái đồ gì hay không. Xịt cồn tay đã. Trong này rất là đồ đẹp. Đồ ăn có. Cốc treo này đẹp này. Chân gà, cánh gà, đây là một cánh gà ướp. Đây là bánh này. Hôm nay mình uống bia này. Cái gì đây? Bánh. Cái này là cái gì đây? Bánh dâu. Ichigo. Đây có này về. Có 8 cái nhỏ ở trong.
thấy mua hai món này. Màu hồng. Xanh. Xanh. Mặt nào? Anh thích về mặt nào thì anh biết. Mình ngồi biết mình biết gì không? Bây giờ mình sẽ treo này vào trong kia để cho ai đi qua nhìn thấy thì sẽ tìm kênh của mình. Chỗ nào mà nó dễ nhìn nhất ấy nhỉ? Đây không? Chỗ này chắc là được. Mình sẽ treo ở đây. Bây giờ mình đi về vẫn có người đi xuống này. Đấy. Tạm biệt Takachio của Miyazaki. Tớ lại về Saga đây. Lạnh quá các bạn. Hiện tại bây giờ mới chỉ khoảng hơn 2 giờ một chút thôi mọi người ạ. Mình đang đi ra xe đi về thôi. Đi từ sáng rồi cũng khá là mệt. Giờ về chỗ nhà mình cũng phải khoảng mất khoảng 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng chạy xe ô tô đấy các bạn. Hôm nay đi khá là xa. Lúc đi đo được là khoảng 160 cây các bạn ạ. Đi qua 4 tỉnh miền Nam của Nhật Bản. Phải hôm nay được nghỉ thế nên là chạy cũng khá là xa. Chỗ này nhiều người quá. Đây. Họ đi theo đoàn này. Đấy thôi mình đi lên nha mọi người nhá.